Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Chợ Sắt Hải Phòng. Video này thì mình sẽ tặng cho các bạn chiếc biến áp sử dụng để làm nguồn đa năng. Ở đây thì mình đang có một số cái biến áp được tháo từ chiếc quạt bếp lò, rất phù hợp để làm nguồn đa năng. Bạn nào cần thì có thể truy cập vào link để nhận. Ở đây thì mình đang có một chiếc biến áp. Bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ để đo cho các bạn xem. Mình sẽ đo lần lượt từng chân. Chân này có điện áp là 5V. Còn chân này là 7V. Chân này là 8,6V. Chân này là 10V. Và chân này là 11,1V. Mình sẽ tháo rời từng chân ra để các bạn có thể lắp vào cực để làm nguồn đa năng. Các bạn nhận về, sau đó thì có thể độ lại thành một chiếc nguồn đa năng với nhiều giải điện áp khác nhau. Link sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Các bạn qua đó để đặt, bạn chỉ cần trả tiền cho bên vận chuyển là được. Còn biến app này thì mình sẽ tặng cho các bạn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.